Thế giới đài vui mừng chào đón thầy quý vị anh chị và các bạn đến đài trên toàn quốc đã trở lại kênh Telefunken 1M, hàng đã cập bến. Vì thế nên là em mới dỡ hàng ra mà không kịp để đăng tải video dài cho các bác. Em sẽ quay hình thức của chiếc đài, sau đó thì sẽ test một đoạn nhạc ngắn thôi ạ. Bởi vì gần đến 8 giờ rồi, gần đến thời điểm đăng tải video rồi, nên là không thể kịp quay chi tiết cho các bác. Các bác nào muốn xem chi tiết thì có thể là xem một số những cái video bên dưới em đã tải rất là chi tiết cho các bác. Dòng này là dòng Telefunken 1M. Đây ạ. Hình thức thì còn tương đối đẹp, tầm 85-90%. Bác nào quan tâm đến những sản phẩm trên thì có thể nhấc số điện thoại lên gọi ngay cho Thế Giới Đài để sở hữu. Hiện tại đang có 4 chiếc. Mới về 2 chiếc đã về Việt Nam, còn 2 chiếc thì bên vận chuyển đã thông báo lấy nhưng mà em chưa đi lấy được. Trong đó có cả một con là Telefunken 1 và một con và ba con Telefunken 1M. 1 và 1M thì nó chỉ khác nhau ở cái dải radio. Đó là FM 104 và một cái là FM 108. Đấy. Thế thì cho em đánh giá là còn tương đối. Sau đây thì em sẽ test thử một đoạn nhạc cho các bác cùng nghe nhá. Chi tiết em sẽ quay một video tiếp theo cho các bác. Tiếng chơi vơi theo thời gian có nhịp vang anh. Giờ thầm chế trong em. Cập nhật thông tin. Xin kết thúc video test và giới thiệu sản phẩm đài Telefunken 1M tại đây. Xin cảm ơn toàn thể các bác yêu mến đài trên toàn quốc đã thường xuyên nghe kênh. Giá sản phẩm sẽ có mức giá từ 12 đến 22 triệu đồng. Và chi tiết sản phẩm em sẽ đăng tải một lần nữa ở trên YouTube từng chiếc một. Tổng thể em có 4 chiếc nhá. Và xin kết thúc video test tại đây.